Tướng đang làm gì vậy tướng? Đang đang thấy cái chậm. Đây em đưa cái phone em cho coi trái chậm nó nhiều như thế nào. Quá chừng quá đất nè. Đó. Đó, bây giờ mình hái lựa trái nào mà cứng to nhất. Đây. Đây là trái chậm nè. Đó. Đó. Lựa trái nào mà chín mọng xanh màu đậm đen giống trái nhò móng tay ghê các bạn. Đây bây giờ giao phone lại cho anh Ti. Nãy giờ anh Ti hai con mít lắm, chắc cỡ chừng ký mấy hai ký. Ok hai từ từ xin lỗi, nãy giờ cái phone nó chạy tùm lum tùm la. Hiện nay anh em chúng tôi Đặng Minh Ti và Trương Quốc Tuấn đang ở chùa Điều Ngự Nam California. Hai anh em chúng tôi vô đây để hái trầm, trái trầm. Cái này ở ngoài Bắc người ta gọi là quả sấu. Hồi thấy nhìn nhìn cũng tưởng là trái trầm, cũng nghĩ lên là trái trầm mà không biết phải không? Đó đó. Đó rồi. Thử đi kìa. Hello Max. Đây. Nè, chụp nè. Đây nãy giờ Trương Quốc Tuấn hái được một bịch rồi đây. Chát dữ cả. Thì đây cho mấy bạn thấy chùa Điều Ngự đây nha. Mình đang trong khuôn viên chùa Điều Ngự ở Nam Cali. Vậy mày hồi đó xưa Việt Nam mình lại thích ta. Việt Nam mình không có gì ăn á, ăn mấy cái này Việt Nam cây này nhiều hơn đây chứ. Đúng rồi. Thì cái này ở Việt Nam, ở miền Tây là rất là nhiều. Có điều là ở bên nước ngoài thì người ta nghĩ không có, nhưng mà ở Nam Cali này cũng có. Chào Thúy Nguyễn nha. Hiệu quả kinh tế không cao, em nghĩ miền Tây họ cũng chặt lấy gỗ rồi. Cái cây này hồi xưa là mộc hoang mà. Yeah, nhưng mà gỗ nó em nghĩ khá tốt á. Thì thì nhân dịp Đặng Minh Ti đi đi làm rồi đi xuống đây để chơi với Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn, thì trước khi về anh em ra chùa Điều Ngự hái mấy cái trăm này về, hái cái trăm về cho bà xã chúc quà cho quê hương nữa. Quá nhiều, nửa năm trăm anh em ăn bốn mớt luôn. Cái chấm này rất là sai trái quý vị ơi, nó nhiều quá. Đúng rồi Thúy Nguyễn ơi, cái này cũng ngon lắm á. Hồi tôi hồi trẻ, hồi nhỏ, hồi nói chung là tuổi thơ và thơ ấu đó, hai miếng trái này ăn rồi nó chát chát cái miệng á, nó cũng có vị ngọt mà nó có vị chát nữa, chát xong rồi cái nó làm cho Trịnh Huy Tuấn. Hello, chào Trần Huy Tuấn. Trần Huy Tuấn gửi lời giờ hỏi thăm anh Trương Quốc Huy và Trương Quốc Tuấn nè. À mà quên, hôm qua ngồi quên gửi lời hỏi thăm của nhiều người gửi hỏi thăm và chúc mừng Huy. Giang Dân Phạm hay là Giang Phạm hỏi có phải Hồng Quân không? Không, cái này không phải Hồng Quân, như là trái trâm nha. Đồng dao Việt Nam mình có cái câu trời mưa lâm râm cây trâm có trái đó. Đây là đó là cây trâm á, cái huynh này là cây trâm á. Cũng là khá nặng tay rồi. Một tay cầm nặng cái đó thôi, về đi. Được rồi. Để hái mấy chùm.
chậm mà chậm mỗi tay luôn. Đây là nguyên một chùm thôi. Được rồi, quá đẹp. Ok, chào anh Ti, anh Tuấn và anh Huy từ Nha Trang, Lê Trung Quang. Xúc cục chát. Cái này mà không được tím lắm thì nó sẽ chát, rất là chát. Đây là chùa Điều Ngự nha, anh em chúng tôi đang ở chùa Điều Ngự. Ghé ngang qua đây thật ra không phải để vô thăm viếng hoặc là học là cúng Phật, không phải là vô thắp hương cho Phật, mà vô lén lén vô đây hái trộm cháy trầm. Nói hái trộm cho vui thôi. Ở đây ở chùa thì mình người ta cho hái thoải mái, mà cũng nên cũng xin nhắc là hồi trước á, lúc trước Trương Quốc Huy có làm ở đây nè, làm việc ở đây 2 năm cho nên mấy thiều thầy ở đây á cũng rất dễ dãi, cũng thương Trương Quốc Huy lắm. Trong chùa có sở hữu một cái đài TV gọi là IBC TV. Thì Trương Quốc Huy đã từng làm cameraman với producer đó. Nói lớn lớn rồi cho nó xíu rồi chà. Ở trong chùa Điều Ngự này có một cái đài truyền hình local phát sóng toàn miền Nam California, đặc biệt là vùng Orange County. Đó là cái channel gọi là đài truyền hình IBC TV. Đó, từ chưa xa, có quy đó từ xa làm. Trên dách thấy có cái chữ ghi là IBC TV, đó là IBC TV. Trong đó có cái studio của đài truyền hình của chùa. Đây. Cái chùa Điều Ngự này họ có một cái studio làm truyền hình truyền thông riêng cho bên họ, nói về Phật giáo á. Về bên Phật giáo thì hồi xưa Trung Quốc Quy có làm ở đây 2 năm làm việc trong đây. Rồi chưa? Đây. Bỏ vô ba bánh mì rồi hơn nữa nè. Chỗ đó là cái gì ta? Giờ đi thẳng tới chỗ đầu xe thôi. Vậy hả? Ok, thôi rồi tắt rồi nha. Tắt livestream chứ quên đoạn. Ok, phải. Ok, tính livestream quay cho mấy bạn thấy cây trăm ở bên Mỹ.
anh em chúng tôi cũng thu hoạch được một mớ chả bá lớn khá rồi. Nhiều một mớ cũng chắc cũng 4-5 kg á. Rồi thôi bây giờ anh em chúng tôi lại đi công chuyện ra chỗ khác, cho nên tạm thời xin chào tất cả các bạn. Chào Thomas Farm kìa. Chào Bảo Tôn nha. Chào hết tất cả các bạn. Giờ bây giờ tắt livestream mình đi công chuyện nghe rồi. Bye bye.